Thưa quý vị và các bạn, thưa bà con nông dân, trong những năm qua, huyện Vĩnh Bảo luôn chủ động liên kết với các công ty doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao nhiều loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện nay, Trạm Khuyến Nông Khuyến Ngư huyện Vĩnh Bảo đang liên kết với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam UKR cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh trong phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Trong chương trình Nhà Nông Làm Giàu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số sản phẩm ứng dụng giải pháp thông minh trong nông nghiệp. Theo thông tin của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, hiện nay lượng phân bón thất thoát ra môi trường lên tới 60%. Như vậy, mỗi năm tối thiểu là 23-25.000 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ đô la Mỹ đang bị lãng phí do sử dụng phân bón chưa hiệu quả. Hơn nữa, đây cũng là một trong số lý do gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Các chuyên gia đánh giá, việc sử dụng phân bón công nghệ cao là một trong những giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nay người dân vẫn sử dụng phân bón hóa học nhiều hơn, do vẫn chưa hiểu rõ về quy chế hoạt động của phân công nghệ cao, gây lãng phí lớn và làm ô nhiễm môi trường. Để giúp người nông dân hiểu rõ hơn về tác dụng của phân bón, Trạm Khuyến Nông Khuyến Ngư huyện Vĩnh Bảo đã liên kết với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam UKR cho thử nghiệm và áp dụng hai loại phân bón mới cho cây lúa là Vua Endofite và Bioplan Flora. Vua Endofite là phân bón công nghệ nano, là sản phẩm hoàn toàn sạch, an toàn trên người và động vật, được cấp giấy chứng nhận phân bón organic của EU. Vua Endofite có cơ chế hoạt động rất độc đáo, chỉ tác động đánh thức nấm Endofite phát triển. Endofite là hệ nấm nội sinh có lợi, luôn sống và tồn tại bên trong cây. Thông qua hoạt động của nấm, tạo nên một môi trường sống cộng sinh vô cùng hữu ích mạnh mẽ cho cây bằng sự tương tác qua lại giữa nấm, vi khuẩn và thực vật. Từ đó giúp cây trồng phát triển tự nhiên, khỏe mạnh bằng chính nội lực của mình, nhưng không làm thay đổi DNA của bản thân cây chủ. Sự phát triển của nấm Endofite đã có sức ảnh hưởng trực tiếp lên cây trồng, làm tăng khả năng hấp thụ phân của cây lên đến trên 90%. Đặc biệt, sự gia tăng của nấm Endofite đã làm tăng thêm khả năng miễn dịch tự nhiên của cây, giúp cây thích ứng tốt với các điều kiện thời tiết bất lợi. Nhiệt độ cao, hạn hán, giá rét, ngập mặn, phèn và áp lực từ sâu bệnh. Trong khi đó, Bioplan Flora là phân bón được sản xuất trên nền tảng hữu cơ, chiết xuất từ bã thải của giun, trùng đất. Sản phẩm thân thiện với môi trường đã được tổ chức xã hội mang tên Liên hiệp Sinh thái học Nông nghiệp, hoạt động dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đến từ Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, chứng nhận. Hiện nay, hai loại phân bón này đang được áp dụng trên các cánh đồng lúa ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo và đã thu được kết quả rất khả quan. Vụ xuân, chúng tôi đã xử lý thành công cái bệnh đạo ôn ở xã Hòa Bình tại huyện Vĩnh Bảo. Sản phẩm kích hoạt các hệ miễn dịch như là sống cộng sinh trong rễ cây trồng và môi trường sống của cây, hoạt động mạnh mẽ, tăng sức đề kháng và giúp cho cây chống lại được sự xâm nhập của các loại bệnh như là virus. Theo ông Nguyễn Văn Tuân, trạm trưởng trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Vĩnh Bảo, đây là hai bộ sản phẩm phù hợp với cây lúa và đồng đất ở địa phương. Hiện trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Vĩnh Bảo đang xem xét áp dụng bộ sản phẩm thông minh này trên toàn bộ các diện tích lúa của huyện Vĩnh Bảo. Với kết quả thuận lợi từ hai vụ lúa vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam đã mời các chuyên gia nước ngoài về tham quan hiệu quả mô hình và đánh giá đồng đất ở Vĩnh Bảo. Các chuyên gia đánh giá rất cao hiệu quả áp dụng của Vua Endofite và Bioplan Flora trên cây lúa và thấy rất ấn tượng với đồng đất ở đây. Tôi đã được nghe về đồng đất và các loại bệnh trên lúa ở Việt Nam. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Do đó tôi sang đây vừa để tìm hiểu lấy mẫu đất ở Việt Nam về nghiên cứu, vừa đánh giá hiệu quả của Vua Endofit và Bioplan Flora. Tôi đã đến một số nơi để nghiên cứu mẫu đất như là Hải Dương, Hải Phòng. Tôi rất vui khi biết được sản phẩm có hiệu quả đối với cây lúa tại đây. Chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm để bà con nông dân có thể áp dụng đại trà. Với hiệu quả của Vua Endofite và Bioplan Flora, huyện Vĩnh Bảo đang rất quyết tâm áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp 4.0 vào sản xuất nhằm đưa nông nghiệp của huyện Vĩnh Bảo hướng tới tiêu chí xanh, sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
Đối với các sản phẩm phân bón sạch, an toàn trước đây, Trạm Khuyến Nông Khuyến Ngư huyện Vĩnh Bảo cũng đã liên kết với công ty Việt Mỹ áp dụng thành công phân bón hóa học sử dụng công nghệ cao F3 Pro trên diện tích 3.600m2 ớt ở xã Hiệp Hòa và trên toàn bộ diện tích rau an toàn của bà Đỗ Thị Duyên, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm xanh Kỳ Duyên ở xã Hùng Tiến. Đến nay, sản phẩm của công ty Kỳ Duyên được gắn mác truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Tuy mới sản xuất ở quy mô nhỏ, nhưng áp dụng máy móc vào sản xuất, xây dựng hệ thống nhà lưới, nên hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống. Thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo sẽ mở rộng việc sử dụng phân bón sinh học, dần thay thế phân bón hóa học để hướng tới một nền sản xuất sạch, an toàn. Bên cạnh đó, phân bón công nghệ cao được kỳ vọng không chỉ làm giảm ô nhiễm môi trường mà còn giúp người nông dân tăng thêm thu nhập, từ đó mở rộng sản xuất mô hình rau an toàn gắn liền với truy xuất nguồn gốc nông sản tại địa phương. Trong quá trình theo dõi thì tôi thấy được như thế này, nói chung là sản phẩm đấy để kích thích bộ rễ phát triển mạnh, làm cho cây trồng mà lấy được dinh dưỡng, cái thứ hai tăng cái sức khỏe cho cây trồng. Thì cây trồng sẽ giảm bớt được bệnh và hai nữa là tiết kiệm cái phân bón trong quá trình bón xuống ruộng bị rửa trôi. Huyện Vĩnh Bảo có 11 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích là hơn 1.500 ha. Có 6 mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích hơn 130 ha để liên kết sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung. Huyện cũng đã xây dựng các vùng tập trung khác gồm 10 vùng chăn nuôi lợn, gia cầm với tổng diện tích 45 ha. Có 21 vùng thủy sản, tổng diện tích hơn 159 ha đang triển khai thực hiện. Để sản xuất nông nghiệp cao đạt hiệu quả, vai trò của người cầm lái doanh nghiệp rất quan trọng. Vì vướng nhất trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đầu ra cho sản phẩm. Nếu không có đầu mối tiêu thụ rau, củ quả sản xuất đúng quy trình nông nghiệp sạch, thì doanh nghiệp không thể trụ vững. Bên cạnh đó, vốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao không nhỏ, doanh nghiệp rất cần cơ chế hỗ trợ đặc thù. Do đó, cần từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, trong đó khuyến khích bà con sử dụng phân bón sinh học công nghệ cao, để từ đó có hướng đi đúng đắn trên con đường tiến tới một nền nông nghiệp sạch, an toàn. Quý vị và bà con thân mến, Vua Endofite là một loại phân bón nano mới có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Ngoài ra, Vua Endofite còn là một loại phân bón phòng chống các loại bệnh cho lúa rất tốt. Tuy nhiên, vì đây là một loại phân bón mới nên sẽ rất khó cho bà con hình dung được cơ chế hoạt động của loại phân bón này. Mục Nhà Nông Cần Biết ngày hôm nay sẽ giới thiệu với bà con cơ chế hoạt động của phân bón nano Vua Endofite. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Vua Endofit có cơ chế hoạt động rất độc đáo, chỉ tác động đánh thức nấm Endofit phát triển. Endofit là hệ nấm nội sinh có lợi, luôn sống và tồn tại bên trong cây. Nấm Endofit có chức năng hấp thụ các hoạt chất và khoáng chất hữu ích rồi chuyển hóa chúng thành các hoạt chất sinh trưởng để nuôi cây. Nấm Endofit là loại nấm cộng sinh bên trong lõi của rễ cây nên có sự tương tác qua lại rất tích cực với cây trồng. Tức là cây cung cấp dinh dưỡng nuôi nấm, nấm tương tác với vi khuẩn rồi chuyển hóa thành các hoạt chất sinh trưởng để nuôi cây. Thông qua nấm Endofit thì có tới 90% hoạt chất sinh trưởng và hoạt chất điều hòa sinh trưởng được cung cấp cho cây. Đặc biệt là nó kích thích cây trồng tiết ra phytoalicin là hoạt chất quan trọng giúp cây tăng thêm hệ miễn dịch, làm cho cây trồng chống chịu tốt hơn khi gặp những điều kiện bất lợi từ môi trường. Khi xử lý hạt giống bằng Vua Endofit Nano sẽ kích thích sự phát triển của nấm Endofit có trong hạt giống. Khi các hạt giống này vừa được gieo trồng xuống đất thì lập tức nấm Endofit bắt đầu phát triển và giúp hạt giống tạo ra bộ rễ khỏe mạnh ngay từ đầu, mà tiếp theo đó là sự phát triển mạnh của thân lá một cách tự nhiên. Thân lá có chức năng quang hợp, tổng hợp các chất trong đó có đường và lipid. Quá trình này thì nấm Endofit đã thu được rất nhiều chủng loại vi khuẩn nội sinh và ngoại sinh. Tất cả các vi khuẩn này đều có vòng đời rất ngắn, vì thế mà trong một khoảng thời gian ngắn, nấm Endofit đã thu được lượng lớn vi khuẩn quanh vùng rễ và tạo ra một lớp mùn trong đất để giúp đất được tơi xốp hơn sau một thời gian ngắn. Nhờ có quá trình này mà chế phẩm Vua Endofit Nano đã tạo nên môi trường sống cộng sinh giữa nấm, vi khuẩn và cây trồng tích cực hơn, bổ sung thêm lượng phân bón cho cây, làm sống lại sự phì nhiêu của đất, ảnh hưởng tích cực đến việc xử lý đất, làm tăng độ mùn trong đất sau một thời gian ngắn sử dụng liên tiếp chế phẩm Vua Endofit Nano
giúp cho cây trồng gia tăng năng suất từ 10% đến 50%. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.